Hello, xin chào các đồng chí và anh chị thân mến. Với lại mình lai hoài cũng chán, thấy quê hương đất nước đổi mới mừng quá, cho nên mình muốn giới thiệu cho các bạn bà con kiều bào để thấy rằng lại mình là người sống ở Mỹ hơn 30 năm, cho nên muốn giới thiệu để thấy bà con kiều bào mừng cùng chung vui đất nước đổi mới, dân giàu nước mạnh, xã hội ngày một công bằng hơn, đất nước ngày một phát triển, người dân ăn lên làm ra. Ở Việt Nam bây giờ các bạn thấy điện tử, máy móc, cái gì cũng có hết. Người ta đi chợ mua sắm tủ lạnh, truyền hình, tivi, máy giặt, máy sấy, bếp, tất cả mọi thứ gì đều có hết. Cái gì các bạn thấy không? Cho nên bà con kiều bào ơi, hãy mau mau mà về với quê hương. Không có nơi nào mà ở bằng quê hương nữa. Về cùng chung vui với đất nước, mừng quê hương đất nước đổi mới phát triển. Đảng và nhà nước, người dân tộc Việt Nam luôn luôn văng tay đón chào những người con về với đất mẹ. Hãy mau mau mà trở về. Bà con mà không về sớm, mấy cái tụi nước ngoài nó vô nó giành hết. Tôi nói thiệt á, nó giành hết, khủng lắm. Nó giành hết, sau này mình về trễ quá lên. Mình cứ lưỡng lự nghe người hù, nghe người kia hù, nghe cái đám chống cộng cực đoan ô hợp bên Mỹ nó cứ hù à, chứ ngồi nó sợ không có gì hết. Tôi nhìn thấy những rất nhiều người, những người của chế độ cũ họ về với quê hương. Tôi nói không, các anh chị các bạn, tôi kể nhiều lần rồi đó, cái ông này của chế độ cũ mà xưa ông làm bên ngành tình báo, ông ở tù xong ông đi HO, hôm qua tôi gặp ông cái nói chú về đi, không có ai bắt chú đâu, chú tin con đi. Nên ông về được một lần rồi, vừa rồi ông về xong rồi bây giờ ông đang chuẩn bị sắp chưa về nữa. Ông ở 3 tháng, kỳ này ông đó ông về ông ở 6 tháng. Tôi đang khuyên ông, giờ ông nghỉ tiền hưu rồi, về Việt Nam sống, có con cháu bà con quê hương, có tổ quốc, ở bên kia cứ ngồi chóc ngóc ở nhà, con cháu nó bỏ nó đi làm, chẳng ai nấu ăn nấu uống, mình sống lủi thủi. Về ông về quê hương á, con nít hàng xóm đồ lại thăm hỏi, ông thấy ông cảm động, đâu ai bắt ông đâu. Tôi nói là mình đừng có chống phá xuyên tạc đất nước, mình đừng có về mình làm những cái chuyện mà nó bất nhân bất nghĩa, làm những cái điều mà nó không có đúng với đạo lý của con người, xuyên tạc chống phá, kích động, gây hận thù chia rẽ thì không ai mà đụng tới mình cả. Không những thế, nhà nước Việt Nam người ta còn khuyến khích, tạo điều kiện, tạo cơ hội cho bà con về. Cái người dân trong nước bây giờ người ta ăn lên làm ra, đời sống xã hội thay đổi. Tôi quay mà nãy giờ mà tôi đi hồi tôi thấy tôi ghiền. Mình ý là mình ở một cái đất nước mà phát triển như Mỹ vậy đó, mà mình về mình thấy quê hương của mình như vậy, anh chị các bạn thấy rất là cảm động. Tôi nói anh chị các bạn rất là cảm động. Mà phải nói là cái sự lãnh đạo của đảng và nhà nước tuyệt vời. Bởi vậy tôi lúc nào cũng nói anh chị các bạn, mình phải tin vào những người lãnh đạo, tin tuyệt đối. Người ta làm việc rất là chuẩn. Anh chị các bạn nên nhớ người đó. Vì khi mình lên mạng, mình chỉ đu dây điện thôi, thấy người này xuyên tạc, người kia kéo đồ này đồ nọ, làm cho mình bị lung lay. Nhưng mà tôi nói chị các bạn, hãy vững lòng, hãy vững tin nơi chính sách của đảng và nhà nước. Cho chú không vấn được con. Các bạn thấy không, nhà những đứa trẻ là giờ nó làm, có công ăn việc làm, đời sống ổn định rồi. Tôi muốn phụng với mấy đứa trẻ trẻ này nè. Hả? Giờ quản lý của con hả? Thôi chú muốn quản người dưới quản lý à? Để đặng nói chuyện, khi quản lý nó biết nhiều cái nó nói không hay. Các bạn thấy giới trẻ bây giờ rất là giỏi. Rất là giỏi. Người ta làm phấn đấu, cũng trẻ bây giờ cũng vậy, nó phấn đấu vươn lên từ mọi lúc mọi nơi hết rồi. Cho nên đừng có tin vào những cái gì tụi chống cộng cực đoan ô hợp,
tụi nó là một cái lũ dồi bọ, các bạn thấy không? Biết tại đâu. Thôi chú không mát xa đâu, chú đang like nè. Tụi con giỏi quá ha, bán gì làm gì mà một ngày làm mấy tiếng con? 80 tiếng hả? Không có buồn hả? 4/24 dữ vậy, làm luôn sức bảo vệ. Chú không mát xa chú. Thôi chú không mát xa đâu, thử thôi. Thôi thử thôi. Thôi chú không mát xa đâu. Ây, thôi được rồi. Cái gì massage lỗi mới, bên con hàng con vật mới về nè. Thôi chú không biết massage. Chú mà đi. Chú không biết massage thì có. Chú không có ở đây, nhà chú không có. Các bạn thấy. Từ nhỏ bây giờ nó nói chuyện rất là dễ thương. Chứ không phải như Mỹ về. Hả? Du với mi rồi. Các bạn thấy. Cái nề nếp, cái lối sống, cái văn hóa của người Việt mình. Nhiều đứa trẻ bây giờ nó còn biết đi, nó còn biết phanh tay, dạ, thương, dân. Rất là tuyệt vời chứ các bạn đấy. Việt Nam mà, lai hoài không chán rồi. Thấy quê hương đó bước đổi mới, rất là mừng anh chị các bạn. Và mình sanh ra, từ nhỏ sống ở Mỹ Tho này, các bạn biết. Mà quay trở về không ngờ mới có mấy tháng mà thấy cái cuộc sống của người dân nó đã thay đổi. Nó thay đổi như thế này các bạn thấy. Tuyệt vời. Ha. Bây giờ nói đi qua Mỹ thì hỏi anh chị các bạn ăn nên làm ra. Rồi qua đó phải ngồi đó bù đầu bù cổ làm. Đầu tắt mặt tối. Khổ chi cho khổ vậy. Lại bên này còn bỏ Mỹ về. Tại sao lại có mình phải đi ham hố cái gì? Bên đây Việt Nam giờ là muốn ăn nên làm ra là muốn mua xe hơi, nhà cửa, muốn nghỉ muốn chơi. Bạn thấy không? Muốn mua cái gì giờ cũng có, chịu khó làm rồi chơi. Mà chưa không chịu làm mà cái đồ chơi không à. Chứ ngồi đó chờ chính phủ làm gì cho mình không à. Sao khá. Mấy cái thành phần chống cộng cực đoan ô hợp bên Mỹ cũng vậy thôi. Các bạn nhìn thấy có thằng nào khá đâu. Nghĩ là nhiều khi nó ở cái nhà, cái xe vậy. Là một số người tưởng đâu là tụi nó khá à. Các bạn nhìn lên mạng nhìn thấy cái thằng Benny Chương, cái thằng một bắt mất dạy đó. Tới ngày nó đi kêu biểu tình, biểu ông nội cha nó chỉ biểu gì. Cái thằng mất dạy đó. Cái thằng ăn tiền bệnh đó, nó ngồi nó nền vô bộ đồ vest lên, nó like, nó khắc cà vạt tào lao. Tôi nói xin chào các bạn, những người ta thành đạt ở bên Mỹ đó, bao nhiêu đó, người ta càng sống nó đơn giản và giản dị, người ta không có cầu kỳ mà kiểu cọ như tụi nó đâu. Các bạn nên nhớ gì, các bạn đến những khu mà những người mà người ta ăn nên làm ra thôi. Chỉ có mấy cái thằng mà bao que ô hộp nó lên, nó nổ. À, phát cái áo vest vô, cái cà vạt vô, cái lên mạng nổ. Nó làm giống như là nó là cái gì ở Mỹ vậy. Thấy mở cái đầu luôn. Bản thân nó là chỉ ngồi đó mà gọi là ăn tiền hết sức ai đó, cái tiền tàn tật á. Còn cái thằng quỷ, thằng Thái đùa má nó nhìn nó không ra luôn. Nó vũa, con vợ nó vũa, nó nhà nó cứ like, nó like xong rồi nó kích động rồi này, kích động người kia. Vì đó nó ôm cái bình xăng thôi, nó ôm bình xăng nó bị tôi báo cáo, mấy bút lấy xuống. Tại vì nó ôm bình xăng nó đi xuống, ta kích động á. Nói chuyện các bạn, mấy cái đám chống cộng cực đoan bên Mỹ toàn là lũ ô hợp. Thấy mà ớn chờ đầu. Chống mấy chục năm nay là không có ra cái ô gì. Các bạn thấy quê hương đất nước đổi mới. Giờ mình tối rồi người ta còn đi chơi, mua sắm. Chứng tỏ là người ta ăn nên làm ra, người ta mới có cuộc sống như cuộc sống, người ta mới mua sắm như thế này. Các bạn thấy đấy. Chưa? Việt Nam phải không? Đấy. Đất nước quê hương đổi mới phát triển,
ăn nên làm ra nhà nhà người người. Anh chị các bạn thấy những cái khu siêu thị này mà nó mọc lên như vậy đó là những người dân chung quanh họ cũng khám khá lên, họ cũng đổi đời lên. Ngày xưa họ không có làm ăn khá như bây giờ. Bây giờ các bạn thấy những cái quán xá kế bên nó cũng mọc theo, nó ăn theo. Tuyệt vời lắm. Xã hội mà, đất nước mình. Bởi vì tụi chuyên gia kinh tế Mỹ nó bình luận, nó analyze về cái thị trường kinh tế Việt Nam. Các bạn thấy, các bạn vào xem những cái trang kinh tế của Mỹ, của tụi mà từ những tờ báo kinh tế của Mỹ nó bình luận về cái nền kinh tế Việt Nam đang trỗi vậy. Nghe thấy đã lắm. Tụi nó đâu có ảo đâu. Các bạn biết nó, những bài báo chính thống của nó nói cái gì là phải chuẩn. Tuyệt vời ha. Bạn thấy đấy, bạn nãy giờ tôi đi có ai móc có ai móc có ai giật gì đâu. Đời sống ở quê hương đất nước con người ta ăn nên làm ra. Thôi đi, mình xin chào chị các bạn nha. Bye bye lần nữa. Bye bye bà con nha, bye anh chị em nha. Bye bye.